Xin chào mọi người Đâu khoảng tầm nửa tiếng nữa nha mình sẽ có một cái phát trực tuyến Trên nền tảng Tiên Academy YouTube Vừa rồi như vậy Giá BTC đã đạt được con giá 71.000 Một trong những con giá Mình chia sẻ cho bạn Lúc giá nó là 62.000 62.000 Mình cung cấp cho bạn 64.100 65.200 66.000 64.100, 65.200, 66.000 là những con giá mình công khai tuyên bố trên mạng xã hội trước khi nó xảy ra. Mình công khai tuyên bố như vậy thứ bảy, thứ hai nó xảy ra. Còn con giá 71.000 thì mình đập đi lặp lại trong cái thành viên, thành viên spot gọi là bao nhiêu chục cái video vừa rồi. Mỗi ngày như vậy tín hiệu của VC nhiều nhiều ngày mình gửi cho bạn hai cái video tín hiệu của BTC Nhiều ngày mình gửi bốn cái video tín hiệu của BTC Nhiều ngày mình gửi cho bạn Gọi là năm cái video tín hiệu của BTC Và nhắc tới cái vùng 71 Và sau nữa Ok Vừa rồi nó đạt tới 71 chấm rưỡi Chuẩn bị tới đây nó sập như thế nào Theo cái phong cấp, phong cách như thế nào Hay là chuẩn bị tới đây nó leo thang lên tới cái vùng bao nhiêu Rồi nó sập Ok Nhớ sống trong tiền điện tử cũng giống như sóng của ngoài biển Nó có lên thì nó có xuống Trước khi nó lên, mình cung cấp cho bạn thông tin để thu gom. Trước khi nó xuống, mình cung cấp cho bạn để thả xả ra, xả ra, xả ra. Hay là có thể chơi tương lai, có thể vô short. ok Trước khi nó bay, mình cho bạn lon. Thì trong cái phát trực chuyến kế tiếp, 2h15, 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 thì mình sẽ cho bạn những cái thông tin mới nhất của tiền điện tử. Những cái thông tin của cá voi, cá heo, à, tại sao nó đánh giá lên như vậy. ok Đánh giá như vậy. Okay. Chuẩn bị chuyện gì sẽ ra, sẽ ra kế tiếp Ok. Ờ um, ngay bây giờ là ngày 29 tháng 10. Nhớ, ngày 29 tháng 10 là gì? Ngày 20 tháng 10 là gì? Tháng 10 là một cái tháng October, October. Up có nghĩa là lên. Và nó đợi tới những cái ngày cuối cùng của cái tháng này để nó đánh giá lên. Thì bạn nó vậy. Ok, nó là vậy. Ờ um, đây không phải là một chuyện bở ngỡ. hồi hôm qua là mình ở dưới uh, ở nhà Trang mình ở đảo thì mình cũng đã làm cho bạn một cái video tín hiệu ok mình đã không phải là tín hiệu tín hiệu thì gửi thẳng vào trong tài khoản nhưng mà mình làm một cái video mà gọi là cho cộng đồng người việt nam á mình nói thứ hai 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 là nếu nó có bay thì nó phải bay thứ hai thì không thì vừa rồi là thứ hai nó bay nó bay nó bay 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 bay, bay, bay lên tới 71.500 nhớ thứ hai á mình không nói về cái thời gian của việt nam mình nói thứ hai của bên mỹ cái thị trường này nó dự giảm vô thời gian của bên mỹ chứ không phải là dự giảm vô cái thị trường ở việt nam biết châu Á của mình càng ngày càng lớn mạnh nhưng cái đồng tiền mà rót vô tiền điện tử cũng giống như BTC á, nó vẫn còn nhỏ bé lắm ok so sánh với người khác cũng giống như nước Mỹ cũng giống những nước khác trong trái đất này vậy thôi hẹn bạn 2 giờ 15 có nghĩa là 30 phút nữa mình sẽ nhảy lên một cái phát trực tuyến với bạn còn riêng tín hiệu ngày hôm nay thì vừa rồi là mình đã đá cho bạn tín hiệu của BTC mình đã đá cho bạn tín hiệu của đồng xui và chuẩn bị tới đây là mình đá cho bạn đồng đốt uh, vân 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 để bạn có một sự chuẩn bị cho tối hôm nay vậy thôi xin chào bye bye